Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay tối thứ ba ngày 30 tháng 4 2019. Chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn gồm có hai phần. Phần 1 là tin quan trọng và trong phần 2 là cuộc phỏng vấn đặc biệt với cựu Bộ trưởng Thương mại và Kỹ nghệ Việt Nam Cộng hòa do anh Võ Thành Nhân thực hiện. Sau đây, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phần tin quan trọng. Tổng thống Donald Trump ra lệnh giới hữu sách siết chặt luật xin tị nạn. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai 29 tháng 4 ra lệnh cho giới hữu trách phải siết chặt luật xin tị nạn, gồm cả việc phải đòi lệ phí đi kèm với đơn xin tị nạn và cấm người vào Mỹ bất hợp pháp, không được cấp giấy phép làm việc cho tới khi nào đơn của họ được chấp thuận. Tổng thống Trump chỉ thị cho chính quyền áp dụng tính tiền lệ phí đối với các đơn xin tị nạn và phải giải quyết các trường hợp này trong vòng 180 ngày. Chỉ thị trên cũng nêu thêm nhiều yêu cầu, trong đó có việc người xin tị nạn phải trình giấy phép làm việc để không xảy ra tình trạng người nước ngoài vào Mỹ hoặc có ý định vào Mỹ bất hợp pháp, được nhận làm việc tạm thời trước khi được cơ quan chức năng chấp nhận đơn xin tị nạn. Các quan chức cũng được yêu cầu thu hồi giấy phép làm việc của những người di cư đã bị yêu cầu trục xuất. Đây là hành động mới nhất của chính phủ Trump Nhằm ngăn chặn làn sóng người di dân đang vượt qua biên giới ở phía nam nước Mỹ, nhiều người trong số này sau đó xin tị nạn tại Mỹ. Ngoại trưởng Mike Pompeo nói Nga sẽ can thiệp bầu cử Hoa Kỳ tới năm 2050. Ngoại trưởng Mike Pompeo hôm thứ Hai 29 tháng 4 khẳng định Hoa Kỳ sẽ chống lại các âm mưu can thiệp bầu cử và cho rằng Nga có thể làm điều này trong hàng chục năm tới Họ là mối đe dọa với cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 1974. Họ tìm cách gây ảnh hưởng tới các đợt bầu cử của chúng ta trong thập niên 1980. Chúng ta nên chuẩn bị đối phó với việc Nga can thiệp bầu cử Hoa Kỳ cho tới năm 2050. Ngoại trưởng Pompeo nói trong một cuộc hội nghị, sau khi được hỏi liệu Moscow có tìm cách can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào năm sau hay không, ông trả lời khẳng định Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu các viên chức chính phủ đặc biệt tập trung vào nỗ lực chống sự can thiệp của Nga và các đối thủ khác. Ngũ giác đài gửi thêm quân tới biên giới Mexico, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shahanan đã phê chuẩn đề nghị của Bộ Nội an gửi thêm khoảng 320 binh sĩ tới biên giới phía Nam để hỗ trợ an ninh. Theo ngũ giác đài cho biết vào chiều thứ Hai, nhiệm vụ của các binh sĩ này sẽ bao gồm lái xe của cơ quan quan thuế và tuần tra biên giới cbp để vận chuyển di dân lậu và giám sát tình trạng của di dân lậu bị giam tại cơ sở của cbp luật sư của bộ quốc phòng cũng sẽ có mặt để hỗ trợ nhân viên di trú và quan thế ice giải quyết các trường hợp của di dân lậu các binh sĩ sẽ không thực hiện nhiệm vụ hành pháp đại diện ngũ giác đài nói trong các tình huống cần sự hiện diện của nhân viên Bộ Quốc phòng ở gần các di dân lậu. Các nhân viên hành pháp của Bộ Nội an sẽ có mặt để thực hiện các trách nhiệm hành pháp và bảo vệ cho nhân viên quân sự. Sự tăng quân này sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 4, có chi phí là 7.4 triệu Mỹ Kim. Hiện khoảng 2.900 binh sĩ đang hoạt động tại biên giới để hỗ trợ Bộ Nội an cùng khoảng 2.000 binh sĩ vệ binh quốc gia. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Rod Rosenstein loan báo từ chức. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ông Rod Rosenstein hôm thứ Hai 29 tháng 4 cho hay ông sẽ sớm từ chức. Theo hãng thông tấn Reuters, ông Rosenstein sẽ rời khỏi chức vụ vào ngày 11 tháng 5 2019. Ông là người từng bổ nhiệm điều tra viên đặc biệt Robert Mueller hồi tháng 5 2017 để điều tra liên hệ giữa chính phủ Nga và Ủy ban tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Quyết định này của ông Rosenstein thật ra không phải là điều bất ngờ. Ông đã định từ chức hồi tháng 3 và Tổng thống Donald Trump đã đề cử Thứ trưởng Bộ Giao thông ông Jeffrey Rosen để thay thế ông Rosenstein. Tuy nhiên, ông Rosenstein ở lại chức vụ lâu hơn Dự tính để giúp Bộ trưởng Tư pháp William Barr công bố kết quả cuộc điều tra của ông Miller sau 22 tháng làm việc ra trước công chúng. Bản báo cáo của ông Miller được chuyển giao cho ông Barr hôm 22 tháng 3. Trong bức thư gửi Tổng thống Donald Trump, ông Rosenstein nêu lại hai câu ông Trump thường nói khi ông viết rằng ông giúp đề cử những người điều hành Bộ Tư pháp có khuynh hướng đi theo những giá trị khiến giúp nước Mỹ vĩ đại và cũng nói thêm rằng chúng tôi luôn đặt nước Mỹ lên hàng đầu. Bộ trưởng Tư pháp William Barr sẽ điều trần trước Quốc hội trong tuần này. Trong hai ngày thứ tư và thứ năm tuần này, Bộ trưởng Tư pháp William Barr sẽ ra điều trần trước các ủy ban của lượng viện Quốc hội. Sẽ có hai chuyện ngược nhau diễn ra. Đó là trong lúc các nhà lập pháp dân chủ muốn chất vấn ông Barr vì sao ông tạo điều kiện cho Tổng thống Trump tuyên bố đã được hoàn toàn xá tội sau khi bản báo cáo của ông Miller thì không hề có câu nào như thế cả. Còn các nhà chính trị Cộng hòa thì sẽ yêu cầu ông Barr phải xem xét nhận định của họ là chiến dịch vận động tranh cử năm 2016 của Tổng thống Trump đã bị dân chủ dọ thám. Đây sẽ là những cuộc điều trần đầu tiên đưa bản báo cáo dài 448 trang của ông Robert Miller về chuyện Nga chen vào bầu cử Hoa Kỳ. Ông Barr là một trong các viên chức hiếm hôi ra điều trần, mà không có chiến tranh pháp lý. Ông Bo sẽ điều trần hôm thứ Tư 1 tháng 5 trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện, nơi chắc chắn sẽ không có sóng gió gì cho ông cả. Nhưng qua ngày thứ Năm, 2 tháng 5, khi ông xuất hiện trước Hạ viện, nhiều chuyện sẽ xuất hiện tại đây. Công ty bảo vệ an ninh tư nhân Blackwater đề nghị gửi quân đánh thuê qua Venezuela. Reuters ngày 30 tháng 4 đưa tin ông Eric Prince Nhà sáng lập công ty bảo vệ an ninh tư nhân Blackwater đang lập kế hoạch triển khai một đạo quân đánh thuê để giúp phe đối lập ở Venezuela lật đổ tổng thống Nicolas Maduro. Các nguồn tin thân cận nói trên Reuters rằng trong vài tháng qua, ông Prince đã tích cực thu hút đầu tư từ những người giàu có ủng hộ tổng thống Mỹ Donald Trump và những người Venezuela ở nước ngoài. Trong những cuộc gặp bí mật ở Mỹ và châu Âu, ông Prince đã nhắc đến việc xây dựng đội quân 5.000 người để chiến đấu với danh nghĩa lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido. Một nguồn tin nói cuộc họp gần đây nhất có sự tham gia của ông Prince diễn ra vào giữa tháng 4. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Gareth Marquis từ chối bình luận về việc ông Prince có báo cáo kế hoạch này cho chính phủ hay không. Một nguồn tin giấu tên nói tòa Bạch Ốc có thể không ủng hộ kế hoạch này. Năm 2007, lính đánh thuê làm việc cho công ty Blackwater từng gây ra vụ bê bối khi phụ trách hậu tống đoàn xe Mỹ trên đường phố Iraq. Những lính đánh thuê này đã nổ súng bắn chết 17 dân thường Iraq trong một cuộc đụng độ không đáng có. Ba nhân viên của Blackwater bị kết tội thảm sát và một người bị kết tội giết người. Mỹ chưa biết có được thỏa thuận mậu dịch với Trung Quốc hay không. Bộ trưởng Tài chánh Mỹ ông Stephen M. Mnuchin hôm thứ Hai 29 tháng 4 nói rằng ông và các thông thuyết gia khác của chính phủ Mỹ sẽ biết nội trong tuần này hay tuần tới là có đạt được thỏa thuận mậu dịch với Trung Quốc hoặc tới lúc đứng lên bỏ đi. Bộ trưởng Mnuchin và đại diện thương mại Mỹ ông Robert Lighthizer tới Bắc Kinh để tái tục cuộc thương thảo hôm thứ Ba nhằm chấm dứt cuộc chiến mậu dịch kéo dài một năm nay giữa hai cường quốc kinh tế lớn nhất nhì thế giới. Một phái đoàn Trung Quốc dự trù sẽ đến Washington DC tuần tới để có thêm vòng thương thảo khác Cả hai phía nay gặp bất đồng ý kiến về việc chính phủ Mỹ tố cáo rằng Bắc Kinh đánh cắp kỹ thuật và buộc các công ty ngoại quốc phải chuyển giao công nghệ. Tổng thống Donald Trump đã toàn quan thuế lên số lượng hàng hóa trị giá 250 tỷ từ Trung Quốc. Bắc Kinh trả đũa bằng cách tăng thuế trên các mặt hàng Mỹ trị giá khoảng 110 tỷ. Trong các vòng thương thảo trước đây, ông Mnuchin nói rằng hai bên đã đặt nhiều tiến triển, nhưng cũng còn nhiều điều phải giải quyết. Dịch sởi tiếp tục hoàn hành lên đến kỷ lục ở Mỹ. Trung tâm phòng dịch Hoa Kỳ CDC cho biết, số người bị sởi trong năm 2019 lên đến kỷ lục vì đến 704 trường hợp. Theo CNN, số người bị sởi trong 4 tháng đầu năm 2019 phá kỷ lục số người mắc bệnh của cả năm 2018. Cách đây một tuần CDC cho biết Mỹ có 626 trường hợp sởi đã được xác nhận và cho hay rằng những tuần sắp tới, số người bị sởi sẽ phá kỷ lục 667 trường hợp của năm 2014. Tuy vậy, chỉ chưa tới một tuần, kỷ lục đó đã bị phá. Dịch sởi Hoa Kỳ lan ra 22 tiểu bang, những nơi bị nhiều nhất là Rockland County và quận Brooklyn ở New York. Dịch sởi ở New York bắt đầu từ tháng 10 2018. Từ đó đến nay, Rockland County có 202 trường hợp sởi. Hai quận Brooklyn và Queens có tổng cộng 390 trường hợp. Từ tháng 3, tiểu bang Michigan có 43 trường hợp sởi được xác nhận California có 38, New Jersey và Maryland, mỗi tiểu bang có 4 trường hợp. CDC cho biết Hoa Kỳ đang có khoảng 9 dịch sởi. Và các dịch này đều có liên quan đến những người đi du lịch, những nước có nhiều người bị sởi như Israel, Ukraine và Philippines, sau đó mang bệnh dịch về Mỹ. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thành Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.